Các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức giải trí DNews và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây khi mang đồ ăn ngoài vào rạp chiếu phim, Diệu Nhi đã bị netizen lập group anti vì hành động vô lý này. Cụ thể thông tin này ra sao thì cùng DNews tìm hiểu kỹ hơn. Mới đây Diệu Nhi đã đến tham dự sự kiện ra mắt bộ phim Em là của em, nữ diễn viên gây ấn tượng với đầm đỏ nổi bật giữa dàn khách mời. Tuy nhiên ngay sau đó cô nàng đã bị cộng đồng mạng réo tên khi vô tư chia sẻ trên Instagram tấm hình mình đang ngồi khoanh chân trên ghế và ăn bưởi khi thưởng thức bộ phim trong rạp. Bên cạnh dáng ngồi kém duyên khi đang mặc váy ngắn, nữ diễn viên còn bị ném đá vì mang bưởi vào trong rạp chiếu, trong khi quy định là cấm mang đồ ăn ngoài vào. Một số bình luận của netizen: cái này thì không bênh được luôn, vừa mang đồ ăn ở ngoài vào vừa gác chân lên ghế, đây không phải tự nhiên nữa mà là vô duyên. Gần đây Diệu Nhi là cái tên khiến khán giả truyền hình ngán ngẩm với sự thiếu chuyên nghiệp khi cô lựa chọn những món đồ mang theo trong chương trình sau nhập ngũ. Nữ diễn viên có đến hàng trăm món như tóc giả, quạt, dao cạo râu, bàn ủi, nước rửa mắt kính. Tiếp đó khi gặp liên đội trưởng, các thành viên phải đứng nghiêm trang giới thiệu về bản thân. Diệu Nhi một lần nữa khiến người xem khó chịu khi tỏ ra lúng túng, cô không thể nhớ tên mình, quên câu báo cáo hết. Sau chương trình, nhiều khán giả đã thể hiện sự không hài lòng với hành động của Diệu Nhi, đa số cho rằng nữ diễn viên thiếu nghiêm túc khi tham gia một chương trình của quân đội. Các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để chia sẻ cùng DNews nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.